đường thế? Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Người ta suýt nữa đâm vào anh đấy. Anh bị mù thật à? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không nên tự ý sang đường một mình như vậy. Anh đã không thấy đường rồi còn đi lung tung. Cảm ơn cô nhá. Tôi cứ tưởng vỉa hè rộng nên định đi thử một chút. Anh Dương, anh có làm sao không? Em xin lỗi vì để anh ở đây một mình. Nóng quá em đi mua chai nước, quên mất không dặn dò anh. Chị là người yêu của anh này à? Chị biết người yêu mình thế này rồi thì chị phải để ý chứ. Cứ như thế này thì nguy hiểm quá. Không phải, đây không phải người yêu của tôi. Cô ấy là bạn tôi thôi. Kể cả là bạn thì đưa anh ra ngoài cũng phải có trách nhiệm với anh chứ. Đi mua chai nước thì dẫn anh đi cùng có làm sao đâu. Là lỗi của em, lúc đấy em lại không nghĩ ra. Này cô gái, cô đang làm nghề gì vậy? Còn đi học không? Tôi tốt nghiệp rồi ạ. Trong thời gian chờ hồ sơ được nhận thì tôi đang làm shipper để trang trải cuộc sống. Này cô, tôi thấy cô vừa tốt bụng lại năng động nữa. Cô có muốn làm người chăm sóc cho tôi không? Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô. Ok anh Dương, anh có biết gì về cô ta đâu. Tự nhiên đưa một người lạ về nhà không ổn đâu ạ. Cô ấy vừa cứu mạng anh còn chưa kịp trả ơn nữa kìa. Không, tôi cứu anh không phải vì muốn anh trả ơn cho tôi đâu. Miễn là anh không sao là tốt rồi. Bạn của anh nói đúng đấy, chúng ta mới gặp lần đầu mà. Tôi biết là tôi mù, lại không đi được nữa. Chăm sóc tôi cũng chẳng thích thú gì. Cô không muốn cũng phải. Không, sao anh lại nghĩ thế? Chẳng qua là tôi sợ tôi sẽ làm phiền anh thôi. Vì tôi cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Tôi chỉ hơi bất tiện trong một số hành động thôi. Chủ yếu là tôi cần một người trò chuyện. Tôi thấy cô rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Anh Dương, còn em nữa mà. Em còn bận nhiều việc, anh không thể làm phiền em mãi được. Cô không chê tôi chứ? Việc này... Đây là công việc chân chính. Tôi sẽ trả lương theo đúng năng lực. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm. Chứ tôi thấy con gái đi làm shipper vừa vất vả, thu nhập lại bấp bênh. Cô cứ về làm cho tôi đi. Coi như là cô làm tạm. Khi nào cô được công ty nào đó tuyển dụng thì cô đi. Hoặc cô có thể rời đi bất cứ khi nào nếu cô cảm thấy không phù hợp. Được, tôi đồng ý. Cảm ơn cô. Gặp được cô ngày hôm nay đúng là may mắn của tôi. Anh đã điều tra ra được thông tin của con Oxin tạm thời kia chưa? Cô ta tên là Nhiên, vừa tốt nghiệp đại học xong, tạm thời đang thất nghiệp đi làm shipper. Từ trước đến nay không có mối liên hệ gì với Dương cả. Nói chung cũng chỉ là một con nhà quê, không đáng lo ngại. Cứ coi như một nhân tố bất ngờ đi. Còn về phía Dương, em chắc chắn rằng anh ta mù thật. Kết quả không phải là giả. Hôm đó... Anh Dương này, chỗ này vỉa hè rộng rãi, rất nhiều người qua lại. Ở đây an toàn, anh ngồi đây chờ em một chút nhé. Để xem anh có chịu được trời nắng hay không. Ngọc Anh, Ngọc Anh, có ai không? Thực ra xe ở trong thành phố chạy rất chậm, nhưng nếu bị đâm trúng thì chắc chắn một bộ phận nào đó sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần lúc đó hắn quay xe trở lại thì chắc chắn em sẽ biết được rằng hắn mù thật hay mù giả. Không ngờ xuất hiện ở đâu ra một con danh kia phá đám. Em chỉ sợ đấy là người của Dương sắp đặt. Lo xa một chút vẫn hơn mà. Vậy thì không cần để tâm đến hắn nữa. Dù sao cũng phải mất thời gian mới hồi phục được. Thời gian đó đủ cho chúng ta chiếm tập đoàn. Tất cả là nhờ em giúp anh. Em là người Dương tin tưởng nhất. Có bao nhiêu kế hoạch phát triển đều nói với em. Vậy mà em không muốn ở bên cạnh nó nữa à? Em xuất sắc như thế này phải xứng đáng ở bên cạnh một người đàn ông tuyệt vời nhất chứ. Mà anh Dương thì kém xa anh.
Em thật biết nhìn người, lựa chọn anh chắc chắn hơn thằng què đó. Thôi, anh về tập đoàn có chút chuyện xử lý trước. Thời gian này chúng ta vẫn nên giấu kín mối quan hệ. Ok. Có trách thì trách anh thôi anh Dương ạ. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh luôn chỉ coi em là em gái. Cái em muốn là thân phận phu nhân của chủ tịch giàu có, chứ không phải chỉ là một người bạn. Chú Dương khỏe không? Anh Nam đấy ạ. Em vẫn khỏe ạ. Anh ngồi đi ạ. Tập đoàn vẫn ổn chứ anh? Tập đoàn vẫn ổn. Anh qua hỏi thăm sức khỏe chú, tiện thể xin chú chữ ký cho kế hoạch báo cáo quý 3. May mà có anh lo mọi việc. Tạm thời giờ em chưa nhìn thấy gì, chắc là phải một thời gian nữa mới quay trở lại làm việc được ạ. Chú ký vào đây giúp anh. Chỗ nào anh? Em xin lỗi ạ, em bị bắp chân, em không cố ý đâu ạ. Không sao đâu, chỉ là bản kế hoạch quý thôi mà. Anh Nam sẽ mang lại bản khác cho anh. Anh Nam, phiền anh rồi ạ. Không sao, để anh bảo Tuyết gửi lại bản khác. Em xin lỗi, để em lau qua cho ạ. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, có nhiều giấy tờ cô không đền được đâu. Dạ vâng ạ. Thôi, anh đừng dọa Nhiên nữa, cô bé nhát gan lắm. Hôm sau anh qua. Dạ vâng ạ. Anh Dương, em thấy anh nên đề phòng người đàn ông vừa rồi đấy ạ. Bởi vì cái giấy mà anh ấy đưa cho anh ký không phải là bản báo cáo kế hoạch đâu. Đấy là giấy chuyển nhượng cổ phần. Nếu như mà anh ký thì quyền quản lý tập đoàn sẽ đổi người đấy ạ. Sao em lại biết? Nhiều giấy tờ trông rất giống nhau. Nếu như mà không nhìn tên, chỉ nhìn mặt sau thì rất khó nhận ra. Em tốt nghiệp ngành tài chính kinh doanh mà, em có tiếp xúc qua các loại giấy tờ cho nên em biết à. Cảm ơn em. Về âm mưu của anh ta, anh biết rồi. Nhưng mà nhờ có em, anh đỡ phải ký ngay. Và anh ta cũng bớt cảnh giác với anh hơn. Anh biết rồi mà anh vẫn ký ạ? Anh có cách của anh. Hơn nữa người thân cận của anh ở trong tập đoàn vẫn còn rất nhiều. Tình hình kiểm soát vẫn rất tốt. Anh không mù à? Thế có nghĩa là ngày hôm qua em nhảy nhót vớ vẩn, em trêu anh đều thấy hết đấy ạ? Đồ lừa đảo, ngại chết mất. Cô cũng thấy tình hình rồi đấy, Dương đã tàn phế, tập đoàn này sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi. Với tôi, ông chủ là ai không quan trọng, quan trọng là ai cho tôi nhiều lợi ích hơn thôi. Đúng là người thông minh, vẫn dễ nói chuyện. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của cô 500 triệu. Cô giúp tôi tiếp quản tệp khách hàng và những hợp đồng quan trọng của tập đoàn ABA. Quan trọng nhất vẫn là lấy được chữ ký chuyển nhượng cổ phần của thằng Dương. Vị trí của cô vẫn vậy, nhưng sẽ nhiều lợi ích hơn. Tôi đồng ý. Quả nhiên anh ta tìm tôi đúng như những gì sếp dự đoán. Vâng, dạ vâng. Tôi đã điều tra ra được kẻ tông xe vào sếp đêm hôm đó ạ. Chắc giờ này người của chúng ta cũng bắt được hắn rồi đấy ạ. Hắn có đứa con trai bị bệnh nặng, đang cần tiền nên cũng dễ xử lý thôi. Dạ vâng. Tất cả những lão già cổ đông của tập đoàn này đã thuận theo ý chúng ta rồi. Chỉ còn chờ chữ ký của anh Dương vào ngày mai thôi. Tập đoàn này sẽ thuộc về chúng ta. Lúc ấy, kế hoạch rửa tiền thông qua những dự án chỉ còn là chuyện nhỏ thôi. Sau hôm nay, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa mắt cho Dương. Sao thế? Tự nhiên tính anh em của anh trỗi dậy à? Không, anh cảm thấy được nhìn vẻ bất lực, đau khổ, tức giận của nó, khiến cho anh vô cùng thích thú.
Anh đúng là xấu xa thật đấy. Anh họ, anh đừng vội ngồi. Chỗ đây không dành cho anh đâu. Anh Dương, anh khỏi mắt rồi ạ? Chú khỏi mắt rồi, nhưng cũng không thay đổi được việc gì nữa đâu. Người bên cạnh cũng đã phản bội chú. Chú cũng đã chuyển giao hết chức vụ và cổ phần trong tập đoàn này cho anh rồi. Chú không nhớ à? Anh mở ra xem đi. Trong đấy sẽ có những thứ anh rất thích thú đấy. Cái gì thế này? Sao toàn giấy duyệt sản phẩm thế này? Cô ta lừa tôi, là mày chỉ đạo đúng không? Chủ tịch ạ. Sao? Người này quen chứ? Đây là món quà mà tôi dành tặng cho hai người đấy. Là hai người này cho tôi một số tiền lớn để tông xe vào anh. Thực sự tôi không muốn làm như vậy, nhưng con trai tôi đang bị bệnh nặng, tôi không thể không làm. Xin lỗi anh, tôi sẽ tự thú và khai ra hai người này là kẻ chủ mưu. Cảm ơn anh vì đã cho con trai tôi tiền để chữa bệnh. Thực sự xin lỗi anh vì đã làm hại tới anh. Mày! Anh ơi, anh tha cho em. Em vì bị hắn ép buộc nên mới ở bên cạnh hắn. Em không làm gì cả, em chỉ lo cho tương lai khi anh bị tàn tật như thế này thôi. Ngoài lời khai của người đâm tôi ra, các sổ sách làm giả trong tập đoàn cũng có sự tham gia của hai người. Công an đang chờ bên ngoài rồi, hai người không thoát được đâu. Tao thua rồi, chỉ vì khinh địch mà tao thua. Đáng nhẽ ra tao nên tàn nhẫn với mày hơn. Chỉ vì cái chức danh mà anh có thể máu lạnh với em như vậy sao? Ông nội đã nhìn ra từ lâu rồi, nên mới không giao lại tập đoàn cho anh. Nếu để tiền, quyền nằm trong tay một kẻ như anh, xã hội này sẽ còn nhiều người oan khuất. Nhiên này, em có muốn vào tập đoàn ABA làm việc không? Thật đấy ạ? Nhưng mà em chưa có kinh nghiệm làm việc anh ạ. Em vừa có năng lực, vừa thật thà, lại có bằng tài chính kinh doanh. Anh tin là em sẽ làm được thôi. Này, cậu đừng có thiên vị người đẹp chứ. Tôi vẫn ngồi ở đây, chưa vô hình đâu. Chị yên tâm, chị là công thần lớn nhất rồi, chắc chắn em sẽ tăng lương cho chị. Vâng, tôi nói trêu vậy thôi, chứ tôi làm việc ở đây lâu năm, tiền tôi cũng không thiếu lắm. Vậy thì kỳ nghỉ một tháng được không? Là cậu nói đấy nhá, chị cũng đang muốn xả hơi đây. Chị nghỉ phép thì việc chăm sóc và giúp đỡ công việc cho chủ tịch phải nhờ tới em rồi. Thôi, em xin phép đi về để còn chuẩn bị ngày mai đi làm ạ. Này, nhìn cậu là tôi biết cậu đang có ý với cô gái đó rồi nha. Dạ đâu có đâu, chị đừng nói lung tung. Tôi lại chẳng hiểu cậu quá. Tranh thủ một tháng tôi nghỉ, tạo cơ hội cho cậu đấy nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Đi đâu mà nhanh thế? Ôi dồi ôi. Đi đâu nhanh thế? Ôi. Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Anh từ đâu chui ra thế? Tôi hỏi cô một lần nữa, cô là ai và tại sao lại theo dõi tôi? Tôi có theo dõi gì anh đâu, tôi đang đi bình thường thôi mà. Đi bình thường mà đi theo sau tôi một đoạn dài như thế à? Hả? Làm sao tôi biết được? Nó là trùng hợp thôi. Bây giờ tôi đi cùng đường với anh thì tôi phải đi sau anh chứ. Chẳng nhẽ tôi đi trước anh mới là đúng à?
Này, cô đừng có nói dối tôi. Tôi không phải người dễ tính đâu. Thì tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. À, anh cố tình nói là tôi theo dõi anh để anh định dở cái ý đồ xấu gì với tôi đúng không? Cô vẫn còn cố chấp nhỉ? Thế để tôi báo công an nhá. Ê, anh đừng có mà báo nhá. Tôi có làm gì anh đâu mà anh báo công an. Không làm gì. Sao cô phải sợ tôi báo công an? Hả? Thì tôi không thích dây vào công an thôi. Anh đừng có mà quá đáng nhá. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô không khai ra mục đích cô đi theo tôi ấy, thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Cái hình này anh kỳ lạ thế nhở? Tôi đã nói là tôi trùng đường đi cùng đường với anh thôi. Cô vẫn còn cãi à? Được. Ấy, thì có người thuê tôi theo dõi anh. Theo dõi tôi? Ai thuê cô? Tôi không nói được. Cô có nói không? Là vợ anh. Vợ tôi á? Vợ nào? Tôi làm gì đã có vợ? Đúng là đàn ông thối tha. Có vợ rồi còn nói như thế. Bảo sao bà vợ kia lo lắng xong mới phải đi thuê người theo dõi. Này, cô lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi lẩm bẩm cái gì đâu. Đấy, tôi nói cho anh biết rồi đấy nha. Tôi đi đây. Này, cái gì nữa? Cô phải nói cho tôi biết ai là người đã thuê cô. Tôi vừa bảo với anh là vợ anh thuê tôi còn gì. Tôi không đùa với cô đâu nhá. Ừ, tôi cũng chẳng đùa với anh. Tôi đã bảo với cô rồi, tôi chưa có vợ. Anh đừng có mà nói điều nhá. Chị ấy bảo với tôi á, anh là chồng chị ấy. Chị ấy nghi ngờ anh bồ bịch bên ngoài nên mới phải thuê tôi theo dõi anh đấy. Cô ta tên là gì? Anh bị dở à? Vợ của anh thì anh... Cô trả lời đi, đừng có hỏi lại tôi. Tên là Thảo. Cái gì? Tên là Thảo á? Cô có số điện thoại của cô ta không? Anh bị làm sao thế? Vợ anh mà anh không có số điện thoại à? Đưa đây cho tôi. Đưa đây. Đấy. Cái gia đình này kỳ lạ ghê. Đây. Đúng là cô ta rồi. Sao cô ta lại thuê người theo dõi mình nhỉ? Đấy, tôi nói cho anh biết hết rồi đấy. Tôi đi đây. Này, cô đã biết những gì từ tôi rồi. Tôi chẳng biết cái gì cả. Sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây đấy? Anh nhớ em à? Cô nói đi. Sao cô lại cho người theo dõi tôi? Anh nói cái gì đấy? Em cho người theo dõi anh làm gì? Cô đừng có chối. Tôi đã bắt được người theo dõi tôi. Và cô ta đã khai hết cả rồi. Anh có nhầm lẫn với ai không chứ? Em theo dõi anh làm gì? Cô vẫn còn không chịu nhận à? Cô có muốn tôi đưa bằng chứng cho cô xem không? Thôi ạ. Thật ra thì em có cho người theo dõi anh thật. Lý do là gì? Chắc là cô ta cũng nói lý do với anh rồi đúng không? Sao cô lại nói cô là vợ của tôi? Thì sau này em sẽ là vợ của anh mà. Ai bảo cô thế? Cô nghĩ là tôi sẽ lấy cô à? Em với anh được bố mẹ sắp đặt hôn nhân từ nhỏ. Chẳng lẽ anh lại không nghe lời người lớn à? Đó là chuyện của đời trước. Nó không có liên quan gì đến tôi cả. Tôi không có tình cảm với cô. Thế nên á, cô đừng có làm phiền tôi. Nhưng mà em thích anh mà. Sao anh cứ né tránh tình cảm của em thế? Tôi đã nói rõ với cô chuyện này từ rất lâu rồi. Chúng ta không thể trở thành vợ chồng được. Vì tôi không có tình cảm với cô. Anh không yêu em bởi vì anh thích con khác rồi đúng không? Em cho người theo dõi anh bởi vì em sợ anh sẽ yêu người khác. Anh sẽ thích người khác mà bỏ rơi em đấy. Tôi không thích ai cả. Với cả tôi không yêu cô. Cô đừng để tôi bắt gặp chuyện này thêm một lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách tôi. Anh Dương! Anh Dương! Chị ơi, em xin lỗi. Thực sự là em không muốn như thế đâu. Nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy đòi báo công an. Em sợ quá nên em mới khai chị ạ. Trước khi làm, tôi đã dặn cô như thế nào? Cho dù có chết cũng không được khai ra người thuê mình. Còn bây giờ thì sao? Anh ta mới dọa cô có mấy câu thôi mà cô đã phun hết cả ra rồi. Cô đúng là cái loại ăn hại. Dạ, em xin lỗi chị. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm khỉ gió gì nữa. Từ nay cô không còn phải theo dõi anh ta nữa. Thế là nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không chị? Không phải là hoàn thành mà là thất bại rồi.
không thể tiếp tục được nữa. Cô hiểu chưa? À, vậy tiền công của em vẫn được trả đủ chứ ạ? Cái gì? Cô làm không ra hồn mà cũng mở mồm ra đòi tiền công á? Cô cũng khôn đấy nhở? Thì em cũng cố gắng hết sức rồi mà. Chị cũng biết hoàn cảnh của em khó khăn, chị đừng bớt tiền công của em nhá. Khó khăn hay không không liên quan gì đến tôi. Vì cô làm không xong việc của tôi nên tôi chỉ trả một nửa tiền công thôi. Ô, sao lại có nửa chị? Ít nhất thì cũng phải 2/3 chứ. Cô cứ nằm đấy mà mơ nhá. Đã ăn hại rồi lại còn đòi hỏi à? Nếu không phải có người giới thiệu cô cho tôi á, thì tôi còn lâu mới thuê cái mặt của cô nhá. Nhìn là biết không làm được gì rồi. Chị ơi, em biết là chị thất vọng, nhưng mà thôi, chị nể tình cái sự nhiệt huyết của em trong công việc này đi. Chị trả em 2/3 nhá. Không là không, một nửa là một nửa. Còn lấy không thì bảo. Dạ thì em lấy ạ. Được rồi, tí nữa tôi chuyển khoản cho. Vâng, em xin phép ạ. À mà chị ơi, em thấy chồng chị có sao sao ấy. Sao là sao? Thì cái lúc mà em bảo với anh ấy là chị là vợ anh ấy, thì anh ấy lại bảo là anh ấy chưa có vợ. Không hiểu kiểu gì luôn. Có khi nào anh ấy cặp bồ rồi muốn ly hôn với chị không chị? Tôi thuê cô theo dõi anh ta mà cô không biết là anh ta có cặp bồ hay không à? Thì em mới theo dõi anh ấy có một tí, làm sao em biết được. Được rồi, chuyện này không liên quan đến cô. Bây giờ cô về được rồi đấy. Vâng, thế thôi em về trước. Lần sau chị mà muốn theo dõi ai thì chị cứ bảo em lấy chị rẻ thôi nhá. Thôi, cô lượn lại cho tôi nhở. Đã ăn hại lại còn nói lắm. Vâng. Không được cái tàng dạng. Chị nhớ gửi tiền em đấy. Anh, này còn chưa? Mua à? Mua gì? Anh va vào tôi, anh còn chửi tôi nữa. Tao va vào mày á? Là mày mù mày không để ý mày đâm vào tao ấy. Thôi được rồi, tôi xin lỗi anh. Và tôi va vào anh được chưa? Này, đứng đấy. Xin lỗi thế là xong à? Thế anh còn muốn thế nào nữa? Quỳ xuống, xin lỗi tao thà. Anh đừng có mà quá đáng nhá. Anh là đàn ông con trai, lại đi bắt nạt một đứa con gái như tôi à? Ừ. Tao chưa đập mày là may đấy. Ở đấy mà lắm mồm. Anh đi đường anh không để ý, anh va vào tôi. Tôi đã nhường anh, tôi xin lỗi trước rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Lại còn bắt tôi quỳ xuống. Anh đừng tưởng ai cũng dễ bắt nạt nhá. À, con Danh này, cứng nhỉ? Mày có tin tao cho mày vài phát mày mềm đâu? Anh mà làm gì tôi là tôi kêu lên đấy. Đầy người đang nhìn kia kìa. Tao xem ai đang giúp mày. Thừa định giúp đấy, thì sao? À, thằng này, đang xấu à? Thì sao? Mày... À, anh... Nhớ rồi. Lại gặp anh rồi. Cảm ơn anh nhá. Cô không cần phải hối lỗi với tôi như thế. Tôi cũng đang định tìm cô đây. Anh tìm tôi có việc gì? Cô theo dõi tôi được bao lâu rồi? Tôi mới đi được hôm đầu. Là cái hôm đấy đây. Thế là bị anh phát hiện ra rồi. Cô biết được những gì từ tôi rồi? Tôi chưa kịp biết gì cả. Cô nói thật không? Tôi nói thật mà. Chị Thảo thuê tôi theo dõi anh. Nếu mà có cái gì thì thông báo cho chị ấy. Nhưng mà tôi chưa kịp biết gì thì bị anh phát hiện rồi. Cô ta nói dối cô đấy. Nói dối á? Nói dối gì cơ? Cô ta không phải vợ tôi. Dạ ơi, anh lại nói đùa tôi rồi. Cô có biết tôi là ai không? Thì anh là chồng của chị Thảo. Tôi là chủ tịch tập đoàn ABA. À, anh nói thật á? Anh là chủ tịch tập đoàn đang nổi ầm ầm ở trên mạng đấy á? Đúng rồi đấy. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Em không phải vội. Việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Con bé kia bị anh ta phát hiện ra rồi. Không biết là anh ta có nghi ngờ gì không nữa. Thế nó trả lời theo những gì em nói đúng không? Vâng. Cũng may là em nói trước với nó. Em là vợ anh ta, thuê người để đi theo dõi anh ta, xem là có bồ bịch gì không. Đấy. Thế thì em lo gì? Dù sao thì em cũng có hôn ước với nó từ bé. Bây giờ em cứ lấy cái cớ em thuê người theo dõi để bảo vệ tình yêu của mình, nó cũng là điều dễ hiểu mà. Thế nhưng mà em vẫn thấy lo quá. Thôi được rồi, cứ để đấy, anh giải quyết cho.
cô biết những gì về công ty của tôi? À, tôi có biết gì đâu. Cái này tôi xem ở trên mạng mà. Người ta bảo là tập đoàn của anh vừa mới sản xuất ra một sản phẩm chăm sóc da, lại còn được đối tác ở bên Hàn Quốc ký hợp đồng trị giá cả mấy chục triệu đô. Ngưỡng mộ thật đấy. Không ngờ có ngày Việt Nam mình có thể xuất khẩu một sản phẩm sang một đất nước như Hàn Quốc. Cô nói đúng rồi đấy. Ngưỡng mộ thật. Nhưng mà sao anh lại hỏi tôi như vậy? Cô có tin là rất nhiều người ở ngoài kia, là rất nhiều công ty đối thủ, họ đang tìm cách để lấy công thức của chúng tôi không? Ý anh là sao? Ý của tôi là cô ta thuê cô theo dõi tôi không phải vì sợ tôi cặp bồ, mà là cô ta muốn biết tôi đi những đâu, gặp những ai và công thức đó ở đâu. Cô hiểu chưa? Anh gọi em có việc gì vậy ạ? Nghe nói cô bị anh ta phát hiện rồi đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ cô có còn muốn kiếm tiền nữa không? Cô có chứ ạ. Tiền thì có mấy ai chê đâu. Được. Vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. Chỉ cần cô làm cho tôi một việc. Việc gì thế anh? Tôi cần cô lấy cho tôi một thứ từ chỗ anh ta. Thứ gì thế ạ? Nó là một bảng công thức. Tôi chỉ cần có được thứ này, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền mà cả đời cô cũng không bao giờ có được. Bảng công thức gì mà lại quan trọng thế hả anh? Cái đó cô không cần biết. Quan trọng là cô có làm hay không thôi. Nhưng mà sao anh lại tin tưởng em thế? Lần trước em đã thất bại một lần rồi, chị Thảo còn mắng em như tát nước vào mặt ạ. Tôi tin tưởng cô vì biết cô đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Một người con có hiếu, để có tiền chữa bệnh cho mẹ thì việc gì mà không dám làm chứ, phải không? Sao? Sao em biết cả việc đó nhà tôi? Chuyện đấy thì có đáng là gì? Thế nào? Cô có làm không? Nhưng mà làm việc này thì có làm hại đến ai không đấy? Cái này thì cô không cần phải lo. Tôi không có làm hại ai hết. Vậy được, tôi sẽ làm. Tốt. Làm sao mà em có thể tin tưởng nó được chứ? Tại em cứ nghi ngờ nó thôi. Đấy em xem, hôm nay nó hẹn mình ra đây là để đưa món đồ quý giá ấy đấy. Anh chị đợi lâu chưa ạ? Cũng vừa mới đến thôi. Sao? Cô lấy được thứ tôi cần rồi hả? À, em lấy được thứ này. Cũng khá giống với cái thứ mà anh miêu tả cho em. Nhưng mà không biết đúng không ạ? Đâu, đưa tôi xem nào. Đây ạ. Đúng không anh? Ôi, đúng là công thức đó rồi. Lần này mày chết với tao Dương ạ. Nhưng mà anh ơi, làm cái này em sợ đi tù đấy anh ạ. Cô không cần phải sợ, có ai biết đâu mà cô lo. Thế nhưng mà lỡ em bị phát hiện thì sao? Anh có bảo vệ em không ạ? Tất nhiên là không rồi. Tôi trả tiền cho cô để có được thứ tôi muốn. Còn lại cô phải tự lo chứ. Thế anh làm thế này, anh không cảm thấy có lỗi với anh ấy ạ? Lỗi làm gì? Ai bảo nó có bảng công thức trị giá triệu đô? Có thằng ngu nào mà không muốn lấy chứ. Đến lúc mà anh ta phát hiện ra thì hàng nhái của bọn tao được bày bán đầy trên thị trường rồi. Lúc đấy anh ta còn làm được gì chứ? Anh chị độc ác thật đấy. Cô làm tốt lắm. Chuyện của mẹ cô, tôi sẽ lo hết. Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh Dương, sao anh lại ở đây? Sao mày lại đến đây? Hai người làm tôi bất ngờ đấy. Một người là bạn tôi, một người mở miệng ra là nói thích tôi. Thế mà dám bày trò ra để hại tôi à? Hả? Hóa ra mày và con kia hùa nhau để gài bọn tao đúng không? Đúng rồi đấy. Thế mày nghĩ công thức quan trọng như thế, công ty của tao dễ dàng để người khác lấy mất như thế à? Hả? Mày, thằng chó. Chưa biết ai chó hơn ai đâu. Hai người cứ chờ đi, tôi sẽ cho hai người biết thế nào là phản bội. Đâm sau lưng tôi ấy, sẽ không có kết quả đẹp đâu. Mày nghĩ tao sợ mày à?
Số nợ mà công ty mày, nợ công ty đối tác của tao ấy, đủ làm cho mày phá sản đấy Quang à. Hai người cứ từ từ tận hưởng cảm giác thất bại này đi. Vì sau ngày hôm nay, mọi sự đau khổ sẽ đến với hai người nhiều hơn đấy. Mày